Xin chào các cô, các chú, quay trở lại kênh YouTube Lương ở Nội Bài. Hôm nay lên cho mọi người một con xe đạp thể thao của hãng Gian, thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan thì anh em đều biết rồi. Con này tên là Gian ATX 830. Mẫu này thì đợt này đang có chương trình chiết khấu vô cùng tốt luôn. Nếu như các cô, các chú đang định mua xe đạp thì có thể tham khảo mẫu này, cấu hình như đồ đạc trên xe khá tốt. Con này thì phiên bản Gian ATX này là phiên bản chuẩn của nó thì là phiên bản 2020. Đấy, tên của nó. Và sau đó thì cái mẫu này mà năm 21 22 ấy, đợt mà dịch đỉnh điểm dịch thì bán không có hàng bán luôn, luôn luôn trong trạng thái bán chạy cháy hàng luôn. Thì mẫu này là cái giá niêm yết của hãng đợt trước là 14 triệu, thì là em Lương còn một con trưng bày như này và màu cam là size XS và màu như hình đây là màu ghi hồng thì là size S. Size S này thì phù hợp cho những bác mà tầm 1m6 đến 1m7 đi. Thì cái con này đang có cái giá bán tại thời điểm này sale cho mọi người là giảm 25% là dưới giá vốn luôn nhá. Của hãng nó không cho đến 20% đâu. Cái này hàng trưng bày nên em sale luôn. Nói chung đợt này thì quyết tâm là cái hàng gì còn tồn là sale hết. Đấy thì sẽ ra 12 14 triệu, giảm 25% sẽ ra khoảng 10 triệu rưỡi nhá. 10 triệu rưỡi cho một con xe đạp thể thao hãng Gian thì con này thì khá ok luôn. Trong cái tầm phân khúc tiền này thì em khẳng định mọi người là chốt luôn và ngay trong một lốt nhạc cho em. Bởi vì xe này là xe mới 100% chưa sử dụng, chỉ là hàng trưng bày có thể là hơi bụi bẩn một tí, như là không phải là xe đã lăn bánh ngoài đường thì là xích nếp còn nguyên. Đó. Thì cái con Gian Atix 830 này thì cái điểm mạnh của nó chính là bộ chuyển động là mang chuyển động Shimano Antut 3 đĩa 9 níp nha mọi người nhé. Antut này, đây này. M2010 chính hãng của Shimano nhé. Con này thì sử dụng phanh dầu của Techo này mọi người này. Đấy, ghi đông thì cái ghi đông vô tăng nhôm. Con này nó sử dụng thụt dầu chứ có khóa hành trình trên ghi đông này. Đấy, cái khóa hành trình trên ghi đông rất là ok luôn này. Đấy, chúng ta muốn muốn nó nhún thì chúng ta khóa vào. Chúng ta muốn nó nhún thì chúng ta ấn vào nút này, mở khóa nó ra. Đấy, thụt nhún rất là êm luôn nhá. Con này thì vành bánh nó sử dụng vành bánh 27.5 inch, đùm là sử dụng đùm bạc đạn nhá. Đấy, xăm lốp sử dụng lốp của Kenda này 27.5 x 1.95 inch này. Lốp này thì nó là gai mịn nhá, không phải gai to nên khi chúng ta đi đường phố ấy, thì khá là nhẹ, rất là nhẹ luôn. Đấy. Đùi đĩa sử dụng đùi đĩa 3 tầng này, có chắn xích này. Đấy. Con này thì sử dụng gạt đĩa Shimano Antut nhé. Củ đề sau cũng Shimano Antut M3 10. Củ đề đời mới này, củ đề 9 tầng này. Thằng Gian thì chắc chắn là líp nó toàn sử dụng líp của Shimano thôi, líp 9 tầng này. Xích sử dụng xích KMC. Đấy, thằng Gian tại sao là mọi người thích hãng Gian là bền, chính là nó hay sử dụng líp của Shimano và xích KMC nên nó rất là bền. Cái đấy là cũng là làm nên tên tuổi và thương hiệu nó. Cái giá ngày xưa nó chưa giảm giá, với giá 14 triệu thì hơi bị cao một chút xíu so với các hãng nhỏ, nhưng đối với hãng lớn thì nó vẫn nhỏ, rất là rẻ. Cái hãng như cái đợt này mà nó đang sale với giá 10 triệu 500 này thì em khẳng định mọi người là luôn vào ngay giúp em. Con này thì yên của nó cũng rất là êm luôn, cái yên của nó bản to rất là rộng này, êm này. Đấy, bê đan thì Tây Tạng theo xe. Anh chị mua xe giá rẻ lại còn được khuyến mại luôn. Khi anh chị mua con này em vẫn tặng cho anh chị bình nước, cọng nước các thứ nhá, và chân chống cho anh chị. Nói chung là với cái giá này giảm là em thẳng nói thẳng luôn là đang dưới giá vốn em nhập về và lỗ chổng vó luôn. Hàng tồn thì đương nhiên là cái cuộc chơi và vừa kinh doanh thì thôi chấp nhận thôi. Cái việc đấy đau thương mà bán không được thì mình muốn quay vòng vốn để chấp nhận là xả ra. Các anh chị nào đang mua xe để mua được những cái giá nó đang sale như này thì là rất là ok, giá rất là hợp lý cho các anh chị nhé. Thì đây là con Gian ATX 830 của hãng Gian nhé. Đó, con này thì hàng trưng bày nên nó chỉ bụi bẩn một tí thôi, có thể là sức răm một tí nhỏ một chỗ nào đó em thì em chưa nhìn thấy, nhưng có thể có thì mọi người cũng thông cảm. Nó giá giảm rất là nhiều, giá này thì như giá của xe cũ mà lại hàng mới luôn, chúng mọi người chẳng phải lăn tăn luôn. Có hai màu nhá, màu cam XS và màu này size S nhá. Anh chị nào mua xe thì nhớ ủng hộ em Lương để cho em bán trôi cho hết hàng nhá các mọi người. Hà Nội Bike Shop, địa chỉ tin cậy cho mọi thứ bạn cần trên chiếc xe đạp. Truy cập hanoibike.net để được đặt hàng với giá tốt nhất.